Tôi xem ghi danh bầu trực tuyến rồi và tôi sẵn sàng bầu cử. Tôi thấy thật tuyệt. Này bạn, bạn có biết đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bầu sơ bộ theo thể thức đóng không? Tức là bạn cần ghi danh với một trong hai đảng này để bầu vòng sơ bộ, hay ghi danh với một đảng thiểu số, hay không theo đảng nào, lựa chọn của bạn. Vậy nên phiếu của bạn có thể có số ứng cử viên khác của tôi. Tôi sẽ dạo quanh Crater Lake và thưởng thức món súp nghêu ở quán Coast Day. Bạn không biết cách kiểm tra xem mình đã ghi danh chưa? Chỉ cần vào OregonVotes.gov và nhớ kiểm tra ít nhất 21 ngày trước cuộc bầu cử tháng 5 để cập nhật. Tôi thấy thật tuyệt. Ai muốn cùng nô đùa trong tulip không?